Hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong cái video đầu tiên trong năm mới của Amtech Studio. Thì lời đầu tiên thì mình cũng muốn chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công cho những cái dự định của anh em trong năm mới nha. Rồi thì trong cái video đầu tiên này á, thì mình sẽ nói về Wi-Fi Mesh. Thì Wi-Fi Mesh á, trước đây nó là một cái gì đó khá là đắt đỏ, khá là xa xỉ. Mình nhớ rằng á, là cách đây vài năm á, mình đã phải tốn tầm đó 200-300 đô gì đó cho một cái bộ Mesh của Google. Có thông số cũng tương đối là bình thường thôi. Thì hiện tại á, với tầm đâu đó trên dưới 1 triệu đã có thể sở hữu một bộ mesh với 2 node. Và nếu mà anh em muốn bổ sung thêm node cho những cái vị trí trong căn nhà của anh em á, thì anh em chỉ tốn tầm đâu đó vài trăm ngàn thôi. Thì dù á, là mesh hiện tại á, nó đã rất là phổ biến và rất là dễ mua. Tuy nhiên á, là cái việc mà lựa chọn một cái bộ mesh nào đó ngon nhất trong cái tầm tiền giá rẻ thì nó lại là một cái vấn đề thật sự là nó không có đơn giản. Thì trong video này á, mình sẽ muốn chia sẻ với anh em một số những cái gọi là những cái lưu ý để anh em có thể lựa chọn một cái bộ mesh ngon bổ rẻ trong cái phân khúc giá rẻ thôi nha. Và cũng như là một số những cái tips của mình trong việc set up cái hệ thống mạng ở nhà anh em làm sao đó để cho nó hoạt động ổn định và gần như là plug and forget, không có phải reboot giữa chừng trong cái quá trình sử dụng. Rồi ok, mình cũng bắt đầu video nha anh em. Đầu tiên á, thì mình sẽ muốn nói một chút về những cái thông số của những cái bộ mesh. Thì như anh em thấy á, hiện tại với cái tầm giá rẻ thì anh em sẽ thấy những cái thông số nó ghi ví dụ như là AC1002, AC1003, AC1006, AC1008 gì đó đúng không? Rồi thì Wi-Fi AC á, nó là Wi-Fi 5. Nó không phải là cái chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất. Tuy nhiên á, là với những cái hạ tầng mạng ở hiện tại của Việt Nam á, thì mình thấy rằng á, Wi-Fi AC, Wi-Fi 5 á, nó đã dư sức để đáp ứng rồi. Tiếp tục là cái con số đằng sau, ví dụ là 1002, 1003, hay là như cái bộ mình đang có đây là cái bộ Wi-Fi Mesh của Mercusys, mã là H50G, có băng thông là AC1009. Cái con số này á, nó sẽ là băng thông tổng của cả hai băng tầng 5G và 2.4G của cái bộ mesh này. Nó không phải là cái băng thông mà anh em có thể sử dụng cùng lúc. Anh em lưu ý nha. Thì cụ thể là với cái bộ mesh Mercusys H50G mình đang có trên bàn đây á, có băng thông là AC1009, băng thông của băng tầng 5G sẽ là 1003 và 2.4 sẽ là 600. Tuy nhiên á, là không phải lúc nào anh em cũng có thể sử dụng được toàn bộ là cái đúng theo cái thông số của nhận suất công bố, mà nó còn ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố như là độ nhiễu của môi trường nè, rồi cái thiết bị đầu cuối anh em sử dụng là gì, cái mức độ tương thích của nó với cái bộ phát nó như thế nào. Thì với riêng cái bộ Mercusys H50G mình có đây á, thì mặc dù á, là băng thông của cái băng tầng 5G hàng nhà sản xuất công bố á, là 1003, nhưng mà khi mà mình sử dụng, mình kết nối với lại cái con điện thoại của mình là con S21 Plus và con laptop HP NV, cả hai con cũng có phần cứng Wi-Fi khá là tốt khi đều hỗ trợ Wi-Fi 6 và cũng đều là những cái thiết bị đời mới. Tuy nhiên là cái băng thông mà mình link được với cái bộ mesh mình đang có đây chỉ là tầm 866 megabit thôi. Mặc dù là nó có hơi thấp hơn so với cái công bố của nhà sản xuất, tuy nhiên á, là băng thông 866 megabit thì nhìn chung nó vẫn dư sức để có thể đáp ứng 99% những cái gói cước mạng và những cái đường truyền mạng ở những cái hộ gia đình hiện tại ở Việt Nam. Tại vì băng thông hiện tại mình thấy đa số nó nằm ở đâu đó tầm 100 đến 200 mê, và khi mà được double băng thông lên thì nó cũng nằm vào đâu đó 3 đến 400 mê. Thì nhìn chung 866 megabit đó, nó vẫn dư rất là nhiều. Cho nên đó là về mặt thông số của những cái băng thông Wi-Fi trên những cái bộ mesh giá rẻ thì anh em nhìn chung là không có phải lo, anh em có thể nhắm mắt chọn đại cũng được, vì nó khá là dư để có thể đáp ứng với cái hạ tầng mạng ở Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên á, cái vấn đề của những cái bộ mesh giá rẻ nó lại nằm ở những cái cổng LAN và WAN được trang bị trên những cái bộ mesh này. Cụ thể là sao? Mình đã tham khảo qua một số mẫu Wi-Fi mesh trong tầm giá rẻ, trong tầm trên dưới 1 triệu. Thì mình thấy rằng đa số đều chỉ được trang bị cổng LAN và WAN 100 mê. Chính vì cái điều này nó sẽ làm phí cái công suất phát Wi-Fi trên những cái bộ mesh này rất là nhiều. Vì khi mà cái tín hiệu đầu vào nó dưới 100 mê thì anh em đâu có cần một cái phần cứng Wi-Fi tốt, có băng thông lớn để làm gì, đúng không? Có thể là một số anh em sẽ sử dụng cái tốc độ của wifi để anh em có thể gọi là gửi file giữa các thiết bị đầu cuối của anh em. Nhưng mà nhìn chung á thì phần lớn chúng ta mua những cái bộ phát wifi mesh này về để làm gì? Để truy cập internet. Còn cái tính năng mà copy chia sẻ file thì rất là ít người dùng. Chính vì thế á, anh em có thể thấy rằng khi mà tín hiệu nguồn đầu vào nó dưới 100 mê thì gần như là chúng ta không thể nào tận dụng được cái sức mạnh của cái bộ phát wifi tầm đâu đó vài trăm mê, cả ngàn mê, đúng không? Đó, thì với cái bộ mesh AC1009 H50G của Mercusys mình đang có trên bàn đây á, toàn bộ những cổng LAN và WAN của nó đều là LAN gigabit. Chính vì thế anh em có thể tận dụng rất là tốt toàn bộ cái băng thông của cái đường truyền mạng nhà anh em. Ví dụ như với trường hợp là mình đã có đem cái bộ này về nhà để mình sử dụng, hiện tại băng thông mạng nhà mình là tầm đâu đó 300 mê, thì cái bộ này có thể cân rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Tiếp theo á, là mình sẽ muốn nói đến cái hiệu năng ghép mesh của những cái bộ mesh. Chắc là anh em cũng đã biết rồi á, thì với những cái chuẩn mesh, những cái nhà sản xuất họ sẽ sử dụng wireless backhaul để những cái thiết bị trong một cái hệ thống nó có thể giao tiếp với nhau, và tùy từng hãng á, họ sẽ có những cái băng tần riêng cho những cái thiết bị của họ. Chính vì thế là anh em không thể nào sử dụng một cái thiết bị mesh của hãng khác và anh em ghép vào một cái hệ thống của hãng khác được, vì nó khác băng tần. Thì mesh á, nó khác với lại cái chuẩn repeater trước đây cũng chính là ở điểm này, vì repeater nó sẽ sử dụng luôn cái băng tần ví dụ như là 2.4 gig hoặc là 5 gig của anh em, thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ rất là nhiễu, và thứ hai là cái chuẩn repeater nó cũng không có ổn định bằng so với mesh được. Về lý thuyết á, mesh không dây á, nó cũng sẽ có gọi là cái mức độ hao hụt về tốc độ nó ít hơn so với repeater. Tuy nhiên á, là thực tế thì nó vẫn có, và riêng với cái bộ H50G mình có đây á, thì mình đã có thử so sánh thì nhìn chung á, là cái mức độ loss băng thông nó vẫn tương đương nhau. Cụ thể á, với cái băng thông mạng nhà mình là tầm xấp xỉ 300 mê, thì khi mà mình kết nối với cái cục nốt phụ giao thức là wireless á, thì tốc độ nó giảm xuống còn đâu đó hơn 100 mê, từ 120, 140, 150 gì đó. Nói chung là nó hụt xuống tầm phân nửa. Đối với mình á, thì đây là một cái mức sụt giảm chấp nhận được, bởi vì hơn 100 mê là cũng đủ để anh em xem tất cả những cái nội dung ví dụ như là YouTube hay là Netflix này kia rồi. Và về cơ bản á, là anh em nhìn đi, mặc dù là nó bị loss xuống nhưng nó vẫn trên 100 mê. Tức là nếu như mà anh em sử dụng những cái bộ mesh mà không có cổng LAN gigabit, có thể là cái phần trăm nó loss ít hơn, nhưng mà nhìn chung tốc độ nó vẫn chậm hơn so với cái hệ thống mình đang có ở đây. Cho nên là thật sự là nếu mà anh em lựa chọn một cái bộ mesh thì kiểu gì kiểu phải có LAN gigabit thì mới ngon nha anh em. Và nếu như cái hạ tầng ở nhà anh em cho phép anh em có thể nối dây, ví dụ như là anh em có dây âm tường, hoặc là anh em có bằng một cách nào đó có thể nối dây giữa những cái thiết bị mesh với nhau, thì đến lúc này backhaul nó sẽ là wired backhaul, thì gần như là không phải gần như nữa mà hoàn toàn là không có loss, và cái hệ thống mesh này sẽ hoạt động cực kỳ ổn định luôn. Có một cái mà anh em cũng nên lưu ý nữa là hiệu năng roaming của một cái thiết bị mesh. Với mesh á, thì nó sẽ khác với repeater là nó sẽ giúp cho nhà anh em chỉ có tồn tại một cái tên wifi, một cái password duy nhất. Khi mà anh em di chuyển á, giữa các thiết bị á, thì nó sẽ detect được là cái thiết bị của anh em nó đang gần với bộ phát nào nhất, và nó sẽ tự động nó chuyển qua để cho anh em luôn luôn giữ được cái connection tốt nhất. Nó khác với repeater, đó là cái điểm ăn tiền nhất của những cái bộ wifi mesh. Thì hiệu năng roaming mình thấy ở trên cái bộ Mercusys này rất là tốt. Cái cục chính á, thì mình để ở phòng mình, tức là ở trên tầng, còn cái cục phụ thì mình để ở dưới phòng khách. Thì khi mà mình di chuyển giữa cả hai cái cục phát á, thì nhìn chung là kết nối của mình gần như là không có bất kỳ một sự delay nào, gần như là real time luôn, rất là ngon. Và vì đây á, là cái điểm ăn tiền của một cái hệ thống mesh, cho nên á, anh em thật sự nên lưu ý rất nhiều vào cái yếu tố này. Đó là những cái mà anh em nên lưu ý khi lựa chọn một cái hệ thống mesh. Còn sau đây thì mình sẽ chia sẻ một chút về những cái tips để anh em có thể set up cái hệ thống mạng nhà anh em hoạt động ổn định hơn. Thì đa số mình khi mà thấy anh em mua bất kỳ một cái bộ phát router nào, không chỉ là mesh nha, bất kỳ một cái bộ phát router nào, thì kể cả là anh em tự set up hoặc là cửa hàng set up cho anh em, thì đều set up ở chế độ router mode. Tức là anh em sẽ cắm cái cổng LAN của cái modem nhà mạng vào cổng WAN của cái bộ phát wifi, sau đó anh em để một cái địa chỉ IP khác và anh em cũng để cho cái bộ phát Wi-Fi của anh em chạy DHCP, tức là cấp IP address cho những cái thiết bị client của anh em. Thì nhìn chung á, là cách setup này nó không có sai, nhưng mà đối với mình á thì cái cách setup này nó chưa có tối ưu. Thứ nhất á, là anh em sẽ khó manage cái hệ thống mạng của anh em hơn. Ví dụ đi, anh em đang sử dụng một cái bộ PC, cái bộ PC đó nối thẳng vào cái modem nhà mạng, đúng không? Còn cái bộ mesh này anh em để sử dụng những cái thiết bị không dây. Đến lúc này nếu như mà anh em muốn, ví dụ như anh em đang ngồi PC đi, anh em muốn đổi bát thì anh em sẽ phải lấy điện thoại di động hoặc là lấy laptop ra, anh em có thể đổi bát được cái hệ thống wifi ở nhà anh em. Thì với mình á, với những cái bộ phát wifi mình luôn để set nó ở cái chế độ là access point. Với những cái bộ phát đời mới bây giờ, ví dụ như là cái bộ mesh mình đang có trên bàn đây á, thì rất là đơn giản, nó có những cái trình tự động gọi là wizard đó sẵn hết rồi, anh em chỉ cần download app về và setup là nó sẽ chạy theo cái chế độ đó thôi. Cái chế độ access point này á, nó sẽ hoạt động như thế nào? Nó như là một cái thiết bị trong một cái hệ thống LAN của anh em vậy. Nó chỉ có nhiệm vụ là đổi tín hiệu từ dây anh em cắm vào và phát thành wifi thôi. Nó không có cấp IP cho những cái thiết bị client của anh em, mà client và những cái IP này vẫn sẽ do modem nhà mạng cấp. Khi này á, anh em sẽ chia tải ra, tức là modem nhà mạng cấp IP, cục phát wifi, so với việc là một cái cục phát wifi nó vừa phải cấp IP và phát wifi nữa. Thì nhìn chung á, tải của một cái hệ thống mạng nó sẽ được chia đều ra. Và sau một cái khoảng thời gian dài á, thì đối với trải nghiệm cá nhân của mình là nó sẽ hoạt động ổn định hơn, anh em sẽ ít phải reboot, reset hơn. Mà thậm chí là đối với mình cũng không có quá nhiều thiết bị thì gần như là mình không phải reset luôn, cứ để như vậy, plug and forget, cứ để và chạy thôi. Thứ hai á, là cái việc setup access point này nó sẽ tránh được cái tình trạng gọi là bị double NAT khi mà anh em setup theo dạng router. Thì double NAT nó là cái gì? Đại loại là nó đôi lúc nó sẽ gây ra những cái sự khó khăn khi mà anh em truy cập một cái dịch vụ internet nhất định. Ví dụ như mình đã từng xử lý một cái trường hợp của bạn mình ở nhà trọ. Cái khu nhà trọ đó nó có một cái cục modem chính, và từ cái cục modem chính đó nó sẽ chia ra, mỗi một cái nhà trọ sẽ có một cái router wifi riêng, và toàn bộ những cái router wifi này đều hoạt động ở chế độ wifi router hết. Thì với bạn mình lúc đó là về mạng sử dụng rất là bình thường, nhưng đặc biệt khi mà bạn mình muốn vào chơi liên minh thì không có vào được. Thì bạn mình có hỏi mình là cái này là bị gì, thì mình nghĩ chỉ có bị double NAT thôi. Và sau đó mình đã config cho riêng cái cục phát wifi trong phòng bạn mình thành chế độ access point, là từ đó bạn mình sử dụng internet vô cùng smoothly luôn, không có vấn đề gì cả. Đó, thì đó là những cái gọi là cái ưu điểm khi mà anh em setup những cái bộ phát wifi sử dụng ở chế độ access point. Thì như hồi nãy mình nói là với những cái thiết bị đời mới bây giờ thì nó có thường là nó có wizard hết rồi, anh em gắn vào rồi cứ follow theo cái hướng dẫn của cái firmware hoặc là bất kỳ cái app nào của những cái bộ phát wifi là xong. Còn nếu như mà anh em quan tâm đến cái vấn đề này mà anh em lại sử dụng những cái bộ phát wifi cũ, đời cũ không có wizard, thì vẫn có cách để có thể setup nó chạy ở chế độ access point. Nếu như mà anh em quan tâm thì anh em có thể để lại bình luận ở phần comment bên dưới, thì mình sẽ làm một cái video riêng để chia sẻ với anh em về cách mình setup một cái router wifi đời cũ chạy ở chế độ access point ha. Thêm một cái lưu ý nữa khi mà anh em sử dụng mesh, kể cả là wireless hoặc là wired luôn, anh em đừng có nên để những cái thiết bị mesh này nó ở cách quá xa nhau. Bởi vì khi mà anh em để quá xa nhau, nếu như mà anh em sử dụng wireless thì rõ ràng rồi đúng không? Cái wireless backhaul khi mà nó càng xa thì nó sẽ càng thiếu ổn định, nó sẽ càng gây loss cái băng thông của anh em. Còn nếu như anh em nó sử dụng wired backhaul thì khi mà anh em để hai cái cục mesh mặc dù là quá xa nhau nhưng mà anh em xài dây, thì về tín hiệu mạng thì nó sẽ ít bị loss hơn, nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với wireless backhaul. Nhưng khi mà hai cục mesh quá xa nhau thì cái tính năng roaming giữa hai thiết bị mesh nó sẽ cũng hoạt động thiếu ổn định đi. Nên nếu như mà diện tích nhà anh em rộng thì anh em nên bổ sung càng nhiều những cái cục nốt, những cái cục phát ở giữa thì nó sẽ càng tốt, hiệu năng roaming cũng như là hệ thống mesh của anh em nó sẽ hoạt động ổn định hơn. Rồi, thì đó là những cái chia sẻ của mình để giúp anh em có thể lựa chọn một cái bộ Wi-Fi mesh trong tầm giá rẻ tốt hơn, cũng như là một số những cái chia sẻ về cách setup hệ thống mạng nhà anh em. Thì nếu như mà anh em có bất kỳ đóng góp gì với mình cho những cái để mình có thể làm tốt hơn trong những cái video sau, thì anh em có thể để lại ở phần comment. Nếu mà anh em thích video này thì cho mình xin một like, share cũng như là subscribe cho Amtech Studio để tụi mình có thể mang đến những cái thông tin bổ ích hơn cho anh em trong những cái video tới. Cuối cùng thì mình cũng xin chúc anh em có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Bye bye.